Kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Sản phẩm chào bán hôm nay của chúng ta là căn nhà mặt tiền trục đường Lê Thánh Tôn, quận Nhất. Trên màn hình là đây là cái vị trí mà góc quay từ Placam nhìn về trục đường Lê Thánh Tôn tiếp giáp với lại chợ Bến Thành. Căn nhà chào bán của chúng ta thì tọa lạc tại mặt tiền trục đường này, tại địa chỉ là 171 đường Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đang chào bán với cái giá là 75 tỷ. Thì trước khi đi vào quay căn nhà thì chúng ta cùng xem sơ lược qua những góc quay trên không và những cái di chuyển con đường từ chợ Bến Thành để đi vào căn nhà như thế nào cho các anh chị dễ hình dung hơn. Đây là hướng mặt chính diện chợ Bến Thành nha chị. Thì tính đang di chuyển vào ngã rẽ đường Phan Chu Trinh để kết nối vào trục đường Lê Thánh Tôn. Chỗ này là chợ Bến Thành chị ạ. Đường chúng ta đang di chuyển là đường Phan Chu Trinh, và đến ngã ba Lê Thánh Tôn thì chúng ta sẽ rẽ tay trái để đi vào qua cái hướng mà đường Lý Tự Trọng để di chuyển vào. Chúng ta có nhiều cái cách đi, cũng có thể là chúng ta đi từ đường Lê Lai đi lên, tại vì cái căn nhà chúng ta chào bán thì nó nằm góc ngay chỗ góc ngã tư đường Lê Thánh Tôn với lại đường Nguyễn Trung Trực. Còn đây là mặt tiền chính diện của căn nhà chúng ta chào bán. Căn nhà chúng ta thì có diện tích là 160m², mặt trước của căn nhà là 4,82m và chiều dài của căn nhà là 33,4m, pháp lý sổ hồng. Còn đây là cái hướng nhìn trực diện con đường Lê Thánh Tôn. Từ căn nhà chúng ta đi bộ lại chỗ chợ Bến Thành chỉ tầm chừng khoảng 100m thôi các anh chị. Xung quanh căn nhà chào bán thì rất là nhiều các khách sạn. Cái kết cấu của căn nhà là một trệt một lầu. Đây là căn nhà cấp 4, giá đang cho thuê hiện tại là 4.000 đô la và giá đang chào bán hiện tại là 75 tỷ. Nếu quý anh chị và các nhà đầu tư quan tâm thì hãy gọi cho Tiến theo số điện thoại là 0983 383 509. Những sản phẩm chào bán trong kênh TikTok trong thời gian tới thì Tiến sẽ làm đơn giản và mô tả nó chi tiết hơn những cái hướng đi vào căn nhà cũng như là cái góc máy bay trên không và ghi hình ở trực diện căn nhà trong vài giây cho anh chị xem và cảm nhận rõ hơn. Hiện tại thì căn nhà này là pháp lý sổ hồng đầy đủ, rất là dài nha anh chị. Diện tích dài, chiều dài của nó là 33,4m. Tổng diện tích sàn sử dụng lên đến là 311m². Còn đây là góc máy quay từ chợ Bến Thành. Căn nhà chào bán chúng ta rất là gần chợ. Tính chốt lại là cái giá bán tại thời điểm này là 75 tỷ. Nếu anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Tiến theo số phone là 0983 383 509. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và ở những tập tiếp theo.